Chứng nghiệm tốt trong lúc tu trì. Giải nghĩa: Tô Bà Hô Đồng Tử Kinh và Diệu Tý Bồ Tát Sở Vấn Kinh có một số chứng nghiệm lành như: mơ thấy được tắm rửa là nghiệp chướng được tiêu trừ, tăng trưởng trí huệ. Mơ thấy nôn ra chất bẩn là ác nghiệp được tịnh hóa, thân tâm được thanh tịnh hơn. Mơ thấy đi tiểu, đại tiện là ác nghiệp được tịnh hóa, thân tâm được thanh tịnh hơn. Mơ thấy bơi trong ao báu, biển lớn là ác hạnh tịnh hóa, ấn chứng tự tại, mau độ chúng sanh. Mơ thấy có đồng tử, thiên nữ, trưởng giả cho ăn cháo trắng, cơm trắng là đắc được thế gian phước thiện. Mơ thấy có đồng tử, thiên nữ, trưởng giả cho uống rượu, nước cam lồ là thân tâm thanh tịnh, tăng trưởng trí huệ. Mơ thấy có đồng tử, thiên nữ, trưởng giả cho ăn quả tiên là hưởng được phước thiện cõi trời. Mơ thấy bay tự do lên núi cao, bay qua sông, qua hồ, qua núi là được xuất thế gian phước thiện. Mơ thấy đài báu, tháp báu, trí tuệ tăng trưởng, mau độ chúng sanh. Mơ thấy được tượng Phật, xá lợi là ấn chứng thọ ký, mau được thành tựu. Mơ thấy tự do bay lượn là thành tựu tâm xuất thế gian. Mơ thấy cởi trần cởi truồng là nghiệp chướng đang được phát lộ. Hành giả cần tinh tiến tu tập tiếp để tịnh hóa ác nghiệp. Mơ thấy được mặc quần áo mới, tăng trưởng phước báu, ác hạnh được tịnh hóa. Mơ thấy được cho giày dép là đạo lộ hanh thông, con đường tu đạo nhẹ nhàng hơn, chướng ngại tiêu giảm. Mơ thấy thánh tăng hoan hỷ tiếp đón, hoặc mơ được thấy cho mặc ca sa, tăng y là tâm hòa hợp với đạo, nguyện lực, tâm lực được ấn chứng. Mơ thấy cùng ác nhân, thú dữ, giao chiến mà mình thắng là chiến thắng oan gia. Các chứng nghiệm xấu: mơ thấy rơi từ trên cao là đạo nghiệp giảm sút, giới luật sai phạm, có lỗi lầm cần tịnh hóa. Mơ thấy bị ác nhân, thú dữ rượt đuổi là oan gia, oán nghiệp nhiều, cần tinh tấn tu hành để tịnh hóa. Mơ thấy đi xuống cầu thang là đạo nghiệp tụt lùi, giới luật sai phạm. Mơ thấy cởi trần truồng nơi chùa miếu tăng phòng là ác nghiệp bất tịnh, cần được tịnh hóa. Mơ thấy ăn phân tiểu đồ bất tịnh là ác nghiệp nơi ngạ quỷ súc sanh, cần tinh tấn tu hành để đền trả tịnh hóa. Mơ thấy bị người đánh đập là ác nghiệp oán nợ, cần tinh tấn tu hành sám hối để đền trả. Vì chúng sanh xoay vần trong luân hồi nhiều kiếp, nhiều lần tạo nghiệp bất tịnh nên việc tịnh hóa sẽ xảy ra nhiều lần. Kể cả có chứng nghiệm lành cũng không nên ngã mạn, tự đắc. Phải tinh tấn tiếp tục tu hành, phải biết coi đó như lời khen từ Tam Bảo, khuyến tu để ta có lòng tin hơn trên con đường học Phật. Cũng như Bộ Mật Tông có nói: nay có kẻ tăng, nho sĩ sơ lược tham học thiền lý, vừa thấy các tướng ấy cho là yêu dị. Đây chẳng những là hủy bán tối thượng thừa giáo, mà cũng là đắc tội tà kiến, xả tướng thủ tánh, lại không biết tướng kia bản lai là tánh vậy. Sammo di soha.